bạn ơi hãy ủng hộ Khiêm bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông đến khi nó hiện ra hai cái tai chuông để nhận được những thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ cho mình làm món ăn ẩm thực. Sẽ cho thức ăn tin đậm bỏ vào trong có đu đủ này. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào lại nào. Giơ tay ra chào các bạn như vậy này. Ok, giờ mình sẽ lấy làm luôn nha. Đây có đu đủ quét rồi, xin chào. Trong đây có tím luộc đi. Ok, như vậy là qua một thời gian thì nó đã khô rồi, giờ ta mang ra và rất thôi. Nhìn này nó chín đều các bạn. Ta đây mà chín chưa? Ăn được không? Ăn được. Ăn được không? Ăn được. Ăn được rồi. Biết đâu. Nghe rồi các bạn ạ. Thơm bạc thì xem nó thơm mùi gì. Nó thơm mùi đu đủ không? Nó thơm mùi đu đủ xanh. Nó thơm mùi đu đủ. Thơm. Và tôi sẽ thưởng thức thôi. Nóng quá. Tôi nghĩ chắc nó cũng chín rồi. Mình mời tất cả các bạn nha. Ngon. Bà ăn không? Ăn không? Ăn không? Giờ vào phòng của anh nha. Ăn xong rồi bảo các bạn không ngon nha. Cháu này không ăn chay này. Cho nó ít nữa. Ăn bao của mày. Ăn đi. Ăn. Cay. Cay mà không cay đấy.
gọi đây cẩu chấm lại cho muối nhé. Há rồi đúng không ạ? Nhai. Đây thì mình còn máy quay mà. Uống nước đi. Ngon không? Hấp nước ra. Thì ăn miếng ớt cay. Ăn chưa? Ăn được không? Ăn được không? Ăn miếng ớt rồi. Làm miếng ớt. Miếng ớt cho con cay. Cay, ngon. Ngon. Nước ăn. Báo nữa không? Quá đi, ngon không? Ngon không? Mặn lắm. Hả? Mặn. Không mặn à? Tôi gọi tôi biết muối nhé. Tôi sẽ ăn thử miếng đủ như thế nào. Ăn miếng nó đủ ngọt xong nó ra sao? Mình chỉ ăn xào thôi, ăn xào ngon. Quen ăn ngọt thế nào? Làm miếng ngon. Nào ngồi đây. Ngồi đây ăn đủ không? Ngồi ngồi đây. Không ăn đủ thôi. Dô gái. Đủ đủ ngọt nha. Ngon. Vô cái. Ngon nữa à? Cháu uống no à? Cháu uống nữa. Cháu uống nữa. Và sau một thời gian thì hai cậu cháu tôi cũng thưởng thức hết tim rồi. Đây này thử miếng đủ luộc thì cảm giác ăn nó cũng rất là ngon. Nhưng tim luộc thì nó ăn nó cũng giống như kiểu là tim mình luộc thôi, nhưng mà tại thêm đủ bạn nó chỉ cho thêm ít mùi đủ thôi, ăn nó cũng bình thường không có tất cả hết. Video của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn đừng tiếc một lần like, một lần chia sẻ video để ủng hộ của tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Chào các bạn.